Này học quên luôn cái này. Ok. Rồi. Rồi, Jennifer xin chào các anh chị em. Để coi mọi người nghe rõ chưa hả? Rồi, cho Jennifer vào cái chỗ chat để coi thấy rõ không nha. Này học Xin chào mọi người, ngày hôm nay là sáng thứ hai và Jennifer muốn chia sẻ về cái chủ đề là xu hướng và thời vụ. Đây là cái điều rất quan trọng với một cái người kinh doanh nói chung và một cái người kinh doanh online nó cũng apply giống như vậy. Khi mà bạn quyết định một cái hình thức kinh doanh gì, một cái mô hình kinh doanh gì hoặc là một cái sản phẩm gì đó để bạn kinh doanh hoặc là hợp tác với công ty gì thì bạn cần xem xét cái quyết định này nó dựa trên cái xu hướng, cái sự phát triển trong tương lai của cái việc mình đang làm hay là nó có tính chất thời vụ. Thời vụ có nghĩa là sao? Thời vụ có nghĩa là nó có tính chất hiện tại bây giờ, tạm gọi là chữ mì ăn liền. Mì ăn liền có nghĩa là làm liền, ăn liền nhưng nó lại không có tính chất lâu dài. Và khi mà bạn quyết định một cái kinh doanh gì vì cái thời vụ, Jennifer giả tỷ cho mọi người hiểu là giả tỷ như là bán bây giờ là cái thời COVID-19 đúng không? COVID-19 thì nó là liên quan đến sức khỏe cho nên là nó sẽ liên quan đến những cái sản phẩm giống như hand sanitizer nè đúng không? Rồi mask nè, rồi đeo cái guard nè, rồi những cái miếng trắng của cho tiệm nail, cho business right. Thì cái đó nó phục vụ cho cái mục tiêu ngay tại bây giờ right. Nó cũng phục vụ cho sức khỏe, nó phục vụ bảo vệ sức khỏe những cái miếng mask này kia. Rồi bây giờ sản phẩm hệ miễn dịch, giả tỷ như vậy, sản phẩm hệ miễn dịch cũng phục vụ bởi tại bây giờ ai họ cũng có cái aware về cái sức khỏe của họ hết cho nên họ sẽ quan tâm về cái sức khỏe của họ. Thì bởi vì cái COVID-19 họ sẽ cần ô tô, cần phải dùng cái sản phẩm hệ miễn dịch để bảo vệ sức khỏe của tôi, thì cả hai cái này nó đều phục vụ, nó đều nổi trội trong cái giai đoạn này, trong cái giai đoạn COVID-19 này, cả những cái sản phẩm đó, nó đều nổi trội hết. Nhưng mà làm sao mình có thể differentiate được, có nghĩa là mình có thể thấy được cái sự khác biệt giữa cái thời vụ và cái xu hướng nè. Thời vụ là nếu bạn đặt câu hỏi là 5 năm nữa, right, 5 năm nữa những cái vấn đề này, những cái sản phẩm này nó còn có là cái nhu cầu nữa hay không? Thì Jennifer xin hỏi mấy bạn là 5 năm nữa thì người ta có đeo mask như vậy trong vòng 5 năm tới hay không? Right? Liên tục như vậy hoặc 10 năm nữa con người ta cứ phải đeo mask như vậy hoài hay không? Hay cái vấn đề mà sanitizer nó còn nổi trội như vậy hay không? Và câu trả lời là để coi mọi người comment vào đây đi. Tức là cái câu trả lời nó là gì? Câu trả lời là nó sẽ từ từ nó die out, right? Cho nên là nếu mà bạn kinh doanh thời vụ như vậy thì bạn sẽ phải luôn luôn đi tìm cái gì đó nó mới và mỗi lần nó mới như vậy là bạn bạn được cái tiền rồi bạn phải tiếp tục làm nữa. Rồi bây giờ cái kinh doanh mà xu hướng là sao? Sau cái đợt này con người ta aware hơn, con người ta cảm thấy là hiểu hơn về cái sức khỏe của mình, người ta hiểu hơn về cái sức khỏe của mình cho nên người ta nói ô cái việc mà để tăng dùng cái sản phẩm để tăng cường cái hệ miễn dịch cho tôi là cái điều cần thiết giúp cho tôi vượt qua là chống chọi được cái lần COVID-19 hoặc những cái lần tương tự cái gì đó trong tương lai nó diễn ra thì tôi bảo vệ được bản thân tôi. Thì hỏi là 5 năm nữa con người ta có còn bảo vệ sức khỏe hay không? 5 năm nữa người ta vẫn bảo vệ sức khỏe, 10 năm nữa người ta vẫn bảo vệ sức khỏe mà cái nhu cầu đó nó càng đi cao hơn bởi vì cái COVID-19 này. Cho nên đó là cái kinh doanh theo cái xu hướng. Thời vụ nó diễn ra rất nhanh, dễ dễ cho bạn nhận nhận biết ra cái kinh doanh nào là thời vụ, kinh doanh nào là lâu dài lắm.
Thời vụ là một cái nó diễn ra rất nhanh, nó có kết quả rất lớn trong một thời gian rất ngắn và nó chết đi rất nhanh. Đó, nó giảm đi rất là lẹ. Nó đến cái ào rồi nó đi cái ào là xong. Đấy. Còn kinh doanh đẹp xu hướng, cái sự đi, cái sự mà phát triển của nó chậm hơn. Nó chậm hơn nhưng nó đi, khi nó đi, nó là đi theo cái chiều hướng đi lên. Cái nhu cầu mà, ví dụ như mình đang nói về cái nhu cầu hệ miễn dịch. Cái nhu cầu hệ miễn dịch của con người không phải lúc nào họ cũng thấy nó là quan trọng hết. Tức là từ hồi đến giờ nó vẫn quan trọng. Nhưng mỗi ngày người ta càng thấy rõ hơn cái sự quan trọng về sức khỏe của họ. Mọi người nhìn thấy đi, 10 năm trước mình đâu có quan trọng sức khỏe của mình bằng bây giờ. Tại vì sao? Bây giờ mình có quá nhiều cái thông tin cho mình biết được những cái gì mình đang làm nó có tốt hay là xấu cho sức khỏe của mình. Cho nên là càng ngày càng nhiều người quan tâm về cái sức khỏe hơn. Tức là cái sự di chuyển đi lên của nó chậm nhưng mà nó luôn luôn đi theo cái chiều hướng đi lên. Và cho đến ngày hôm nay thì bởi vì cái sự việc của COVID-19 thì nó xảy ra thì nó sẽ làm cho người ta càng aware hơn về cái việc chăm sóc sức khỏe. Thì cái trend đó nó càng trở thành một cái xu hướng. Cái việc mà chăm sóc sức khỏe bây giờ nó trở thành một cái xu hướng và nó sẽ liên tục cần trong cái thời gian rất dài. Đó, mấy bạn nhìn thấy không? Tức là nó đi steady, nó đi lâu và nó luôn luôn đi trên cái đà phát triển trong cái thời gian rất là lâu, là cái xu hướng. Thời vụ, tức là một cái nó gọi là một cái phát và một cái nó là cái trend, tiếng Việt gọi là thời vụ đó. Nó sẽ có cái giai đoạn ngắn hạn hơn. Thì nếu bạn đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc của bạn vào một cái kinh doanh thì bạn nên tập trung vào một cái kinh doanh nó có tính chất xu hướng. Bây giờ kinh doanh online nó là xu hướng hay là nó là thời vụ? Mình có thể phân tích được nè, theo mấy bạn là kinh doanh online nó là xu hướng hay là nó là thời vụ? Thời vụ là nó xảy ra một cái ào rồi nó biến mất, ào rồi nó biến mất. Bạn nào mà có những cái nhìn lại trong cái quá khứ đó, những cái sản phẩm gì, những cái kinh doanh gì mà nó có tính chất thời vụ đó, comment dưới đây để mình cùng chia sẻ. Còn kinh doanh online nó là một cái xu hướng bởi vì nó là một cái sự kéo dài trong 20 năm vừa qua. Bạn nhìn thấy trong 20 năm vừa qua không? Từ cái thời mà iPhone 4 rồi, rồi iPhone 5, tức là nó đi theo cái online như vậy. Rồi cái thời mà Amazon đi ra 20 năm về trước, rất là ít người biết đến mà để mua trên online. Mua quần mua áo là nhất định không mua trên online, right? Mua thức ăn là không mua online. Nhưng bây giờ những cái đó từ từ nó kéo dài cả 20 năm. Đây bây giờ là cái thời điểm bùng nổ của online. Nó là một cái sự giai đoạn nó đi một cái thời gian rất lâu rồi nó mới bùng nổ, nó trở thành một cái xu hướng. Và khi những cái cách kinh doanh như vậy mà nó hiện, nó bạn nhìn thấy đó, nó khi nó trở thành cái xu hướng như vậy thì nó sẽ đem tiếp lên trên cái con đường đi lên của nó. Cái thời gian nó, cái lifetime của nó sẽ dài hơn rất là nhiều so với cái thời vụ. Jennifer đang suy nghĩ là cái gì mà nó vừa mới xảy ra bên cạnh cái việc đeo mask này kia, là nó là cái thời vụ. Có rất là nhiều cái kinh doanh nó đến rồi nó đi rất là nhanh là thời vụ. Bạn nào có từng chứng kiến những cái kinh doanh mà thời vụ đó, comment vào đây để mình cùng chia sẻ nha. Và những cái bạn nào mà khi mình kinh doanh thời vụ, đa phần là bạn được một cái nguồn thu nhập rất lớn liền tại chỗ, nhưng rồi bạn phải luôn luôn chạy đi kiếm những cái thời vụ khác, và cái kinh doanh của bạn nó không có tính chất bền vững, nó không có tính chất bền vững. Và chắc chắn là những rất là nhiều người đi vào kinh doanh thì kinh doanh thời vụ, nhưng mong chờ thì lại mong chờ kết quả của xu hướng. Cho nên nó gọi là râu ông này cắm cầm bà kia. Đâm ra là các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề mà mình không xác định được. Nếu mình kinh doanh thời vụ thì mình phải xác định nó là thời vụ, mục tiêu thời vụ, kết quả thời vụ, làm những việc thời vụ thì nó sẽ ra kết quả thời vụ. Nhưng mà nhiều bạn không biết thì làm cái động tác của thời vụ nhưng lại mong chờ cái kết quả của xu hướng, cho nên không theo ý. Kinh doanh hiện tại anh chị đang kinh doanh với trong cái nhóm của mình là affiliate marketing, right? Mình là affiliate marketing để bán cái sản phẩm
trí tuệ và bạn đang xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động với For Life. Đó là kinh doanh xu hướng. Nó là kinh doanh xu hướng. Bởi vì sao? Bởi vì càng ngày càng nhiều người họ đi tìm cái sự tự do. Họ tìm cái sự tự do. Con người ta muốn tôi tự do về thời gian, tự do về tài chính, muốn làm cái gì thì làm, con người làm trả một cái giá rất lớn cho cái sự tự do. Cho nên cái kinh doanh nào nó mang lại cái sự tự do nhiều nhất là cái kinh doanh xây, làm việc tại nhà, làm việc online, xây dựng cái nguồn thu nhập với For Life. Nó sẽ mang lại cái sự tự do đó. Bởi vì sao? Nó sẽ có cái nguồn thu nhập cho bạn xây dựng theo một cái khoảng thời gian. Cho nên nó là một cái xu hướng rất là nhiều người đang đi làm cái việc này. Jennifer có thể ví dụ tương tự với cái kinh doanh tự do là cái gì? Bạn thấy bây giờ nhiều người họ kinh doanh trên lái Uber đi. Lái Uber cũng vì cái sự tự do đó. Bạn đi, nếu mà bạn chạy xe đi Uber đó, bạn ngồi trong xe Uber, bạn hỏi cái người chạy Uber, họ sẽ nói cho bạn nghe là vì sao bạn lại lái Uber. Có Jennifer đã từng ngồi trong xe Uber là có bác sĩ chạy xe Uber nè, có những người kỹ sư làm nghề ban ngày, rồi ban buổi những cái buổi khác thì họ chạy xe Uber, và hỏi đặt câu hỏi là tại sao bạn lại chạy xe Uber, và họ sẽ nói lý do là bởi vì nó tự do cho tôi hơn. Và chính vì cái sự tự do đó cho nên nhiều người đi tìm đến những cái hình thức kinh doanh mà cho phép tôi có được cái sự tự do đó ngày hôm nay. Và kinh doanh hợp network marketing là một cái kinh doanh provide được cái sự tự do đó cho bạn, tức là bạn là người làm chủ, bạn là người quyết định, bạn là người xây dựng cái hệ thống kinh doanh đó của bạn, để rồi nó tạo ra cái nguồn thu nhập. Và khi bạn có cái nguồn thu nhập đó, nó sẽ cho bạn cái sự tự do mà bạn muốn làm gì cũng được đó. Và cái kinh doanh affiliate nó cũng là cái sự tự do để nó mang cái nguồn thu nhập trước mắt cho bạn. Thì cái đó nó là một cái xu hướng con người ta rất là nhiều năm, từ 20 năm cho đến gần đây, 20 năm gần đây, nó đã từ từ đưa đến cái giai đoạn này để cho nó trở thành một cái mô hình kinh doanh mà rất là nhiều người mong muốn được có. Đó, cho nên nó là cái xu hướng, nó không phải là thời vụ. Mình phân tích hiểu rõ như vậy thì bạn sẽ biết là nếu bạn đầu tư tiền bạc, bạn đầu tư thời gian công sức để xây dựng cái kinh doanh mà nó có tính chất xu hướng thì bạn sẽ biết bạn làm bây giờ bạn sẽ có được hưởng rất nhiều sau này. Còn nếu bạn đầu tư vào nó có tính chất thời vụ thì bạn đừng mong chờ nó là để cho bạn một cái lâu dài gì hết. Hiểu được cái điều này sẽ giúp cho bạn dồn công sức của mình vào đúng chỗ. Còn những bạn nào giả tỷ như kinh doanh nail đi, kinh doanh nail nó không phải là xu hướng, nó cũng không phải là thời vụ, nó là một cái nghề. Nó khác đúng không? Nó là một cái nghề mà rất là nhiều người chọn để tạo ra cái nguồn thu nhập cơm áo gạo tiền cho mình. Còn những người nào mà kinh doanh, những cái bạn mà mở tiệm ra để mình làm khách, mình có thợ làm khách, đó là chưa phải là kinh doanh. Tức là mình tạo ra cái nơi để mình có việc mình làm. Kinh doanh nó khác. Thành ra người ta phân tích cái chữ khác biệt giữa self-employed với lại entrepreneur là vậy. Self-employed, những bạn làm chủ tiệm nail, nó là cái hình thức kinh doanh self-employed, có nghĩa là bạn tự bạn employ bạn đó, bạn kiếm công ăn việc làm cho chính mình đó, thì nó vẫn chưa phải là kinh doanh. Kinh doanh, nếu mà gọi là kinh doanh nail, có nghĩa là bạn bung ra cái số tiền, bạn đầu tư, bạn mở bao nhiêu cái tiệm nail bạn để khắp mọi nơi, thì cái đó mới gọi là kinh doanh. Mà cái kinh doanh nail bây giờ thì nó cái xu hướng bây giờ, tức là cái xu hướng kinh doanh online, đúng không? Tất cả mọi thứ nó đều xu hướng kinh doanh online hết. Cho nên Jennifer muốn phân tích để mọi người hiểu được cái công việc mình đang làm đó nó là cái gì. Những bạn đang có tiệm nail không phải là kinh doanh. Bạn đang có tiệm nail, bạn ngồi trong đó bạn làm, bạn self-employed á, thì bạn self-employed, bạn thuê mình làm. Còn bạn kinh doanh có nghĩa là kinh doanh nail, có nghĩa là bạn mua những cái tiệm nail để bạn làm cho người ta, đúng không? Đó. Mua những cái tiệm nail để bạn kinh doanh, để bạn phát triển, để bạn kiếm lời. Còn bạn đưa cái kinh doanh của bạn trên online có nghĩa là bạn đang nắm bắt cái xu hướng hiện tại bây giờ là một cái xu hướng từ 5 năm, 10 năm, 20 năm kế đến nó sẽ tiếp tục phát triển và nó sẽ tiếp tục đi lên.
Ok, rồi, đó là cái sự khác biệt để Jennifer muốn mấy bạn phân tích rõ để mình hiểu được cái công việc hiện tại mình đang làm nhằm mục tiêu cái gì. Nếu bạn đang xây dựng cho tương lai thì nó là cái kinh doanh online này, nó sẽ là một kinh doanh sẽ phát triển cho bạn. Nếu bạn tập trung năng lượng và năng suất tiền bạc của mình vào cái tiệm nail của bạn, có nghĩa là bạn đang tập trung vào cái chỗ kiếm ra tiền bây giờ cho mình, cơm áo gạo tiền. Nếu mà bạn tập trung vào cái chỗ đầu tư tiền bạc và công sức vào cái chỗ bán những cái mask, những cái sanitizer, những cái đó là bạn đang kinh doanh thời vụ. Và kinh doanh nào sẽ có tương lai nhiều hơn? Dĩ nhiên là cái gì mà nó có tính chất lâu dài hơn thì cái công sức của bạn nó sẽ không bị uổng. Còn nếu bạn kinh doanh thời vụ thì công sức của bạn nó chỉ được bấy nhiêu thôi, nó sẽ uổng, nó không có tính chất lâu dài. Rồi, đó là cái sự khác biệt và Jennifer sẽ mở ra cho các bạn. Cho các bạn có câu hỏi gì có thể đặt câu hỏi nha.